nhào nặn bột mì, vỗ vỗ đập đập cho không khí thoát ra. Đây chính là bí quyết để bánh pizza ăn có độ đàn hồi. Bánh pizza thủ công của Chay giới hạn mỗi ngày chỉ bán 50 chiếc, bán hết đã đóng cửa nên nhiều khách hàng thường phải tay không về. Đây là bột mì của chúng tôi, đây là để lên men, vì vậy mỗi ngày đều cố định. Cái này không thể làm từ sáng, sau đó tới tối ăn. Cái này cần phải mất một khoảng thời gian mới biết được mùi vị. Chúng tôi đều dùng bột cũ trộn lẫn với bột mới, vì vậy sẽ cảm nhận được hương vị đó. Từ ngày mới bắt đầu tới nay đều có một chút bột cũ ở trong. Bạn xem này, cái này có thể ấn, có nhiều không khí, cần phải có thời gian, sau đó chúng tôi nặn, bỏ vào lò nướng chưa đầy 3 phút. Càng về sau càng nướng nhanh, mùi vị đó sẽ rất thơm. Dùng bột mì cũ trộn lẫn với bột mới làm pizza, nguyên liệu có tới 40 loại cùng nước sốt. Cung cấp dạng buffet để khách hàng tự lựa chọn, thích ăn thế nào thì chọn thế đó. Cho thêm một cái kiểu ý. Bạn gọi kiểu ý ạ? Vâng, kiểu ý. Vậy còn rau thì sao? Tôi muốn cho nấm vào húng quế. Vỏ bánh của họ rất mỏng, không dày như bánh mì, cũng giòn hơn, rau của họ rất tươi. Ngoài pizza làm thủ công ra, khâu trang hoàng và tường của tiệm cũng đều do vợ của Chay tự tay trang trí. Những viên gạch đỏ này tôi chọn những viên vẹo vọ. Mới đầu có nhiều người hỏi tôi tại sao chỗ này nồi ra hoặc gì gì đó, nhưng tôi trả lời đó là nghệ thuật, nói chung là không thể hoàn mỹ mà. Không hoàn mỹ cũng lại là một cái đẹp. Sự sáng tạo và kỹ nghệ làm bánh pizza của Chay đã được nhiều người truyền miệng. Anh muốn làm cho mỗi thực khách đến với tiệm đều hài lòng. Đó là điều anh yêu thích nhất, cũng là mong muốn của anh tiếp tục tô điểm cuộc sống tại nơi đây.